Em chào các bác nhé. Phiên trưa của ngày hôm nay, mùng 3 tháng 11 năm 2020 thì em sẽ lên chia sẻ một số mặt hàng như là thanh đạm Indo hàng đang nụ này, châu Thái hoa Tết, cái dòng hoa sổ số và một số mặt hàng thân thảo như là trầm rồng đỏ, vàng thảo vôi, trầm mắt mèo. Đấy, em sẽ quay lướt qua toàn bộ những cái mặt hàng của nhà em, sau đó thì em sẽ đi lên em báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một nhé. Cái địa chỉ vườn lan của nhà em thì đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng bên em không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng. Đây, sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết nhé. Thanh đạm Indo hàng hoa chuẩn Tết nhé các bác nhé. Đây, một chậu thanh đạm như thế này em bán với giá là 350k này. Đó, cái hàng của nhà em tầm này nó đang bắn nụ rất là nhiều. Các bác mua về bây giờ các bác chỉ phải sang cho em cái chậu khác thôi nhá. Để mọi người nhìn cái đầu nụ đấy không ạ? Đấy, cái vòi hoa đấy ạ. Cái dòng thanh đạm này thì nó rất là thơm. Nó thơm, cái mùi hương nó nhẹ nhàng, dễ chịu nhá. Đây này, mọi người mà thích chơi cái trụ mà nó dày hoa như này này thì các bác ghép cho em 3 giò này vào. Nhá. Đảm bảo hoa ra siêu dày đúng như này luôn, đúng như một suối hoa luôn nhá. Mà cái hoa thanh đạm này thì nó hơi giống hoa kiếm một chút nhá. Cứ mỗi một cái dã hành này này, mỗi một củ này thì nó sẽ cho hai vòi hoa. Đây. Cái hàng này thì cái lá của nó sẽ không được đẹp đâu nhá cả nhà nhá. Đây này. Hiện tại ở nhà em lá nó đã như thế này rồi nhá. Lá nó sẽ không được đẹp, nhưng mà bù lại cái hoa của nó rất là đẹp nhá. Và đối với những cái dòng lan mà cái dã hành nó to ấy thì mọi người tưới cho em ít nước thôi, khoảng tầm 3 ngày mọi người sẽ tưới một lần. Cứ để ý cái giá thể nó khô cong vào rồi hãy tưới nhá, đừng tưới nhiều. Cái dòng này cái dã hành nó to là cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Đấy. Trung bình một chậu này thì nó sẽ trên chục thân nhá. Đây. Hơn một chục củ một chậu đấy ạ. Đây này, các bác nhìn cho em này. Tầm này nụ nó bắn lên rất là nhiều luôn, siêu nhiều nụ luôn đấy ạ. 350k một chậu là chưa có phí ship nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Nghĩa là mọi người mua một chậu ship là 40.000 mà 10 chậu ship cũng vẫn là 40.000 nhá. Kìa, vuông lộc bắc ép gỗ này, hàng hoa nở chuẩn Tết nhá. Một bảng vuông này thì em đang bán với giá là 230k, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Nghĩa là mọi người mua một bảng phí ship là 40.000, mà mua đến 10 bảng ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 nhá. Đây là cái mặt hoa của nó này. Cái dòng này thì nó có cái hương thơm nhẹ nhàng nhá. Mặt hoa cực kỳ là yêu luôn. Đây, cánh trắng này. Nhụy cánh trắng họng vàng nhá, cánh trắng họng vàng. Cái này, cái dòng kiều này thì nó là cái dòng bông chùm. Cực kỳ đẹp luôn. Mà đặc biệt là cái kiều lộc bắc này này, nó rất là siêng hoa nhá. Một năm nó sẽ có hai đợt hoa. Những cái đợt hoa thứ nhất thì nó cũng sẽ rơi vào những cái tháng hè, và đợt tiếp theo thì nó rơi vào chuẩn xác Tết nhá. Hàng của nhà em tầm này nó đang bắt đầu nó nây mắt nụ rồi. Đây này. Nhìn này, đang nây nây hết rồi nhá. Nây nây này, này. Đấy. Đây. Đây này, các bác mà thích cái mặt hoa mà nó sai cái kiểu như thế này này, sai cái kiểu mặt hoa mà em giơ lên cho mọi người xem này, thì mọi người làm cho em hai bảng này, các bác ốp lưng vào nhau như thế này này, ốp lưng vào nhau như thế này này, đó, đến lúc mà hoa nó ra nhá, cực kỳ đẹp luôn, nhìn nó rất là sai hoa. Nhìn cái giò lan mà nó nhiều bông ấy ạ, nhìn nó đẹp đẹp, tất nhiên là nó phải đẹp hơn những cái giò mà nó lưa thưa hoa rồi ạ. Mà nhất là cái dòng này thì hoa nó ra cái kiểu bông chùm thì nhìn nó cũng tương đối là dày hoa rồi, mà các bác ghép hai giò vào làm một nữa thì đẹp lắm, xuất sắc luôn nhá. Đây. Cái hàng này thì chăm sóc cực kỳ dễ, mọi người tưới nước cho em hàng ngày, tuần làm cho em 1 đến 2 lần B1 nhá. Đây này, ở đây nó có một túi phân này. Trong này thì nó sẽ bao gồm phân dê tan chậm và phân thông minh, một ít chấu. Các bác trộn lẫn vào nhau. Khoảng 2 tháng các bác thay cho em một lần nhé. Đẹp quá.
Đấy, các bác cứ ốp cho em hai bảng vào là một. Và đây đặc biệt là các bác mua hai bảng ấy ạ. Một bảng thì là 230k, còn các bác mà mua combo hai bảng thì giá là 450k nhá. 450k. Đây, cái châu Thái hoa Tết của nhà em lại về bổ sung thêm hàng nhá. Cái lô này nó là cái lô 260k một cây này. Châu Thái nhiều màu. Đây là một số những cái mặt hoa đẹp của nó nhá. Cái hàng này thì em bán nó là cái hàng sổ số, các bác mua về quay sổ số. Còn để mà chọn chính xác mặt hoa và bảo hành mặt hoa thì cái này em không bảo hành mặt hoa cho mọi người nhá. Vì cái lô này em bán là lô sổ số này. Trung bình một cây này nó cứ dao động từ 4 cặp lá rưỡi đổ lên nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá cho các bác. Hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ tư rồi, về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc lên các bác chơi thôi. Mà mọi người thích bóc ra ghép lũa thì các bác ngâm cho em cả cái chậu này vào này. Ngâm ngập rễ luôn nhá, vào một chậu nước. Pha lẫn B1. Ngâm cho em khoảng tầm 1 tiếng. Cho cái rễ nó mềm ra thì lúc mà mọi người bóc nó ra ấy ạ. Rễ thì chắc chắn nó sẽ bị đứt phần nào rồi, nhưng mà nó sẽ hạn chế được nhiều nhá, hạn chế được nhiều. Thì lúc đấy cái rễ nó mềm nó rồi thì mọi người dễ tách hơn. Đây này. Rất là đẹp luôn nhá. Hàng thì hiện tại có những cây nó đã nhú nụ rồi, còn có những cây thì đang sưng nụ cho em nhá. Đây này, những cây này nó đang nhú hạt gạo rồi đây này. Cái dòng này nó là cái dòng hoa Tết, hoa xuân thì nó sẽ bắt đầu nó nở rải rác từ tháng 11 âm. Nở rải rác từ tháng 11 âm đến tháng 2, tháng 3 âm nhá các bác nhá. Mà thời điểm từ lúc nụ đến lúc hoa thì nó rơi vào khoảng tầm 50 ngày, 50 ngày. Tiếp theo cái phiên châu nhá, em lại lên cho các bác một cái lô châu Thái màu đỏ này. Hàng nó đang có nụ 100% rồi. Một cây như này em bán với giá là 150.000. Hàng này thì chỉ lưu ý với các bác một chút này, là lá của nó sẽ hơi bị xước xát một chút do cái quá trình vận chuyển đấy ạ. Cái thành chậu này này, nó đè lên lá. Lá nó hơi bị xước, hơi bị nứt một chút nhá. Còn trung bình một cây này thì nó cũng dao động khoảng tầm từ 4 cặp lá đến 5 cặp lá một cây. Châu Thái màu đỏ nhá. Chuẩn hoa Tết luôn. Hàng này thì các bác muốn cái bóc ra cũng dễ hơn cái hàng chậu gỗ ạ. Đây vì nó là cái chậu nhựa này. Bóc ra nó cũng dễ hơn nhá. Mà cây nó cũng vừa tầm. Cái này thì em không có lá mít nhá. Cái châu đỏ này thì em không có lá mít đâu ạ. Chỉ có cái lá này em quay thôi, đang quay thôi. Em về thêm được ít cái sơn thủy tiên họng vàng nhá. Này, một giò sơn thủy tiên như này thì em bán với giá là 340k. Hàng củ to nhá. Lá xếp đẹp luôn này. Đây là mặt hoa của sơn thủy tiên nhá. Cái sơn thủy tiên này thì nó sẽ nở vào mùa hè. Tầm sau Tết đi ạ. Bắt đầu là từ tháng 4, tháng 5 dương là vào mùa hoa sơn thủy tiên nhá. Đây và sơn thủy tiên này của nhà em nó là cái hàng sơn thủy tiên họng vàng này. Và chuẩn sơn thủy tiên chứ không phải cái hàng hoàng lạp nhá. Mọi người chơi cái dòng này thì các bác nhìn thoáng qua là các bác có thể phân biệt được luôn này. Đây này, mọi người nhìn cho em này. Tầm này chưa có hoa đâu nhưng các bác chơi thân chơi lá này, cái củ này của nó cực kỳ đẹp luôn nhá. Hàng này về bây giờ các bác chỉ việc sang chậu cho em thôi. Vì cái dòng sơn thủy tiên này thì nó đẻ rất là sai. Đẻ rất là sai nhá. Còn về cái hoa của nó thì nó cực kỳ thơm và bền. Đây. Đây này. Hiện tại thì nhà em đang có hai loại nhá. Hai loại. Đây một loại này. Cái củ nó có vẻ nó bé một chút. Nhưng mà khi mà cái hoa nó dài ạ thì là nó sẽ dài hơn, cái vòi hoa nó dài hơn nhá. Còn những cái thân củ to này này thì hoa nó sẽ ngắn hơn một chút nhá. Đó. Đây này, sơn thủy tiên em về ít lắm ạ, chỉ được khoảng tầm 20 chậu thôi. Đây là các bác tranh thủ mua thì có cái giá rẻ nhá, chứ mấy nữa mà vào vụ của nó thì không có cái giá 340.000 một giò sơn thủy tiên này đâu ạ.
Laurencia cửu bảo tiên của nhà em nhé các bác nhá. Đây này, toàn những cây siêu to khổng lồ luôn. Một cây như thế này em bán với giá là 250.000. Và một chậu nó chỉ có duy nhất một cây thôi nhá các bác nhá. Cái cửu bảo tiên này thì hoa nó sẽ nở rải rác bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 âm ạ. Cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ thơm và bền nhá. Thơm lắm, rất là thơm luôn. Cái này thì nó chuẩn xác là Laurencia nhá, chứ nó không phải là cái hàng Coratcoki đó. Cái Coratcoki ạ thì cái lá của nó sẽ ngắn hơn này. Cái lá nó ngắn hơn và cái bản lá nó sẽ rộng hơn một chút nhá. Cái cửu bảo tiên này của nhà em thì nó là cái màu hoa trắng tím. Nhưng mà đôi khi có những cây nó sẽ là cái màu trắng đỏ, nghĩa là cái màu tím nó đậm ấy ạ. Thì nó sẽ chuyển sang cái màu hơi đỏ đỏ một chút nhá. Dòng này nó là cái dòng dễ gió cho nên là mọi người không cần quá nhiều cái giá thể trồng đâu. Nghĩa là mọi người có thể ghép vào lũa cũng được, hoặc là mọi người sang chậu. Mà sang chậu thì các bác cho em vài cái vỏ thông rồi nhá. Đây này, cây cực kỳ to luôn. Chiều cao trung bình của một cây thì nó cứ dao động khoảng tầm 25cm đến 30cm một cây nhá. 25 đến 30cm. Một chậu một cây nhá các bác nhá. 250k này. Hàng lá xếp siêu đẹp luôn. Đây. Cái dòng này thì lá của nó rất là dai. Nó không như cái Vanda. Lá này nó rất là dai nhá, cho nên là vận chuyển thoải mái, không bị sợ bị gãy hay là bị dập nhá. Trầm rồng đỏ hoa Tết của nhà em cập bến nhá. Đây này các bác nhìn này. Hàng được này về siêu đẹp luôn nhá. Hàng thân thủ này, đốt ngắn này. Đợt này thì em về chủ yếu là những cái chậu một cây, chậu một thân nha. Chậu một thân thì em đang bán với giá là 230k nhá. Đây là mặt hoa của rồng đỏ này. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn, mà cái dòng này thì nó thơm và nó bền hoa lắm. Hàng thì gần như là nó đã thắt ngọn toàn bộ rồi nhá. Tầm này là đang bắt đầu nó sưng nụ rồi, em bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Và hiện tại cái thời điểm này thì cái lá ấy ạ, nó đang bắt đầu nó xuất hiện cái hiện tượng là vàng lá. Vàng đấy nó là vàng xuống lá để trò hoa chứ không phải vàng bệnh đâu nhá mọi người nhá. Chậu một thân là 230 này. Bên cạnh đó thì em có những cái chậu hai thân. Đây ví dụ như chậu này này. Chậu hai thân như này thì em bán với giá là 400k nhá, 400k. Nghĩa là các bác mua cái chậu hai thân này được rẻ hơn hẳn 60k một chậu nhá. Hàng này về bây giờ mọi người sang chậu cũng được, hoặc là mọi người bóc bớt cái phần giá thể ra ấy ạ. Mọi người trồng sang lũ cũng được nhá, ghép lũ cũng được. Trầm rồng đỏ hoa nở chuẩn Tết. Cái dòng này thì nó rất là sai hoa. Hoa của nó sẽ gần như là nó phun từ cái đoạn gốc này lên đến tận ngọn nhá. Và chiều cao trung bình của một cây này nó xấp xỉ khoảng tầm 55 đến trên 60cm. Đây này, tầm này là nó chưa có hoa đâu, nhưng mà mọi người chơi thân chơi lá này, nó rất là đẹp nhá. Các bạn nhìn này, cái thân của nó này, nó rất là mập, béo mập luôn này, siêu đẹp luôn. Mà hai hàng này thì nó rất là dễ chăm. Mọi người về mọi người chỉ lưu ý cho em là các bác chỉ tưới đẫm vào phần gốc cho em này, tưới đẫm phần gốc nhá. Phân thông minh này, phân thông minh này, phân tan chậm này, mọi người rắc cho em một chút ở phần gốc thôi. Độ khoảng rắc cho em khoảng tầm 20 viên thôi, đừng rắc nhiều quá nó sót rễ nhá. Em về thêm được một ít cái hàng trầm mắt mèo thân nù nhá. Đây này, trầm mắt mèo này của nhà em nó là cái hàng ươm ki nhá, hàng thuần năm thứ 3 này. Đây, một nó chậu một thân như thế này có giá là 230k. Và hàng này của nhà em thì có những thân nó đã thắt ngọn rồi, còn có những thân vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. Hàng thì tầm này nó đang bắt đầu nó sưng mắt nụ rồi ạ. Đây này, ở đây em đang có một cái mặt bông bói này. Cái dòng này thì bông của nó rất là to nhá. Cái size hoa của nó rất là to. Mà đối với cái dòng thân thòng thì hoa của nó rất là sai, gần như nó sẽ phun từ gốc đến ngọn cho em ạ. Cái hàng này bây giờ về các bác sang chậu hoặc là các bác ghép vào lũa đều được nhá. Trầm thì nó cực kỳ thơm và bền rồi. Đối với cái trầm này thì mọi người phải chơi cho em khoảng tầm 25 đến 30 ngày. 25 đến 30 ngày nhá. Mà cái chiều dài trung bình của một cây đây, em đo thực tế luôn cho mọi người này. Chiều dài trung bình của một cây thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 50cm nhá. 50cm, tầm 50 đến 60cm một cây nhá. Trầm mắt mèo hàng ươm ki nhá, hàng thuần năm thứ 3. Về bây giờ các bác sang chậu cho em thôi. Đây, còn hàng thì gần như là đến tầm 80% cây là nó đã thắt ngọn rồi. Tầm này đang sưng mắt nụ rất là nhiều nhá.
Đây này mọi người nhìn cho em này, bông này cực kỳ đẹp luôn nhá, mắt mèo nhá. Đây cái bông này thì nó chưa nở hết, bông này nó chưa nở hết, nó bông này nó căng cánh thôi, siêu đẹp luôn. Mấy nữa về nhà các bác ạ, hoa của nó nhá, nó sẽ phun phun trắng luôn, gần như là từ chỗ này này, gần như là từ gốc nhá lên tận đỉnh đấy, đẹp lắm. Hoàng thảo vôi hoa nở chuẩn Tết của nhà em nhá. Đây đợt này em về được cái bảng này thì size nó nhỏ hơn một chút, nó ít ngọn hơn một chút nhá. Giá là 210k. Đây, trung bình một bảng này thì nó cứ dao động từ khoảng tầm 7 ngọn nhá, xen kẽ ngọn ngắn ngọn dài. Chiều dài của nó thì nó cứ dao động từ đây này, khoảng tầm từ 10 sen đến trên 20 sen nhá. À của nhà em nó đã thắt ngọn hết rồi này. Thân lá cực kỳ là cứng cáp luôn, hàng thân nù nhá. Hoàng thảo vôi hoa Tết thân nù này, siêu đẹp luôn, béo ngậy. 201 một bảng nhá các bác nhá. Đây này, ở đây em đang có một cái mặt bông hoa bói này. Bông bói nhá, cái tím này, cái màu tím này ở bên ngoài nó tím đậm cơ. Mà không hiểu sao hôm nay, à chỗ này của nhà em đèn nó rọi xuống, cái đèn nó rọi xuống nên là nhìn màu nó hơi nhạt một chút nhá. Đây này các bác nhìn cho em này, bên ngoài này nó đậm màu, nó đậm hơn cái màu này một chút nhá, đậm hơn cái màu ở trong cái nhụy này một chút này. Đây là tại vì là em đang quay ở dưới cái ánh đèn, đèn nó rọi xuống nên là nhìn màu nó nhạt đi nhá. Cái vôi này của nhà em nó là cái màu vôi đậm ấy ạ. Đây để em tìm cho các bác xem cái mặt hoa của nó, đậm màu luôn. Mà hàng này của nhà em nó là cái hàng vôi rừng nhá, vôi rừng Myanmar, hàng thuần rồi. Về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Mà cũng lưu ý với các bác là mọi người chỉ tưới nước ở phần gốc nhá, phần thân phần lá thì mọi người phun xương xương thôi cho nó ướt một chút thôi nhá. Đây, đây là mặt hoa của nó này, nó phải đậm đúng như thế này nhá, bên ngoài đậm đúng như thế này này. Mà cái dòng này thì nó cực kỳ thơm rồi, riêng về cái vôi thì nó thơm lắm nhá, nó thơm cái mùi nó dễ chịu ấy ạ, chứ không phải là thơm nồng đâu nhá.